Chào các bạn. Hiện tại mình đang ở rạp chiếu phim Galaxy quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có một cái trò chơi một chiếc hộp may mắn Lucky Box, có thể trúng đồng hồ hay là son hay là những phần quà giá trị đó các bạn. Nên hôm nay mình sẽ review chơi thử coi là có dễ ăn hay không nha. Đây cái máy Lucky Box là nó sẽ như thế này nha các bạn. Tham dự và nhận các phần quà may mắn là có đồng hồ, điện thoại, lo có iPhone X, iPhone X Max gì đó nè, có xe cân bằng nữa, kính thực tế ảo nữa, một lần chơi là 50k. Mình sẽ chơi khoảng 1 triệu nha các bạn, khoảng 500k coi nó nhận không nha. Không biết có nhận tiền mình mà nó quăng gì chơi gì nè. Nó không lấy 500k rồi, bỏ 500k vô nó quăng ra nè. Không bay đâu, nãy nó bay phát phê luôn. Trời, không lấy 500k rồi. 100k lấy không? 100k thì lấy. Rồi sau đó mình sẽ chọn số các bạn ơi. Số 2 là còn có một cái rồi hả? Mình sẽ lấy số 2 thử nha. Số 2. Số 2 với lại số 5. Rồi bấm enter hả? Enter đâu? Đây hả? Đây nó rớt xuống nè các bạn ơi. Số 5 đó là số 3 hả? Thôi ra thử luôn ha. Thôi thử hai hộp đầu tiên coi trúng cái gì. What the hell? Selfie gì vậy? Đây là cái gì? Không biết này là gì, chết liền luôn á. Đồ kẹp selfie gì vậy? À cái đồ kẹp cái điện thoại vô. Để dành selfie vậy đó. Chút mình về mình chơi thử các bạn ơi, chứ giờ bó tay. Đồ lạ quá. Một món đầu tiên nhìn khá là vô dụng các bạn. Ok, món thứ hai cái gì? What the hell? BOBG có cây kiếm này hả? Hư cấu hả má? Cây kiếm dịch thựa như vậy mà lại có cái hình BOBG các bạn. Đáng lòng luôn. Nó có chữ tàu đây các bạn, máy này rất đích thị là máy của tàu luôn á. Bởi vậy, nhìn nó cứ làm sao đó. Tiền tờ nhận tờ không nhận gì đó. Nhăn quá. Tiền ta sáng bóng gì mà nhăn cái gì. Ok, 100k. Lấy ra hết luôn rồi chốt khui một lần cho nó may mắn. Chơi được 20 hộp như vậy các bạn. Mình đem lại thùng rác mình thui nha.
thấy cái vỏ không nè, mình dùng cho thùng rác luôn. Chứ gặp chiếc phim người ta mà xả rác tùm lum la tổng là ta chữ chết. Giờ coi từng món ra coi có gì. Cái gì đây? À, một cây gậy tự sướng nha. Một cây gậy tự sướng này sao không gỡ ra được? Đây hộp gì? Cái đồng hồ vải. Tiếp theo một cái móc khóa vải. Chắc không bao giờ có iPhone quá. Còn đây cái hộp hồi nãy của mình. Tiếp theo gì nữa? Đừng là cái đồng hồ đó nha. Cái đồng hồ nữa. Dễ gì ăn tiền được, ăn được cái điện thoại các bạn. Còn này là mình nghĩ đây là cái sạc dự phòng nha, 5600 ampe. Còn đây gì đây? À đây cái kiếm hồi nãy của mình. Đây có tai nghe của iPhone nữa các bạn. Để mình coi cái chui gì nha. Chui gì? À iPhone này là từ iPhone 6 tới xuống các bạn. Gắt chấm mà gắt cấp 3.5 nha. Còn cái này là cái đồ kẹp tóc, cái đồ duỗi tóc chứ. Thêm cái nữa. Số 3 mà. Tiếp theo gì đây? Mình nghĩ cái này là cái đồ massage. Rồi thêm con heo nữa. Sao đồ giống y nhau đó ta. Còn cái này là cái quạt mini các bạn ơi. Quạt mini nha. Thêm một cây gậy tự sướng giống y nãy nữa. Rồi xong rồi, không có điện thoại rồi, yeah yeah. Rồi cái đồng hồ nữa rồi. Nhìn là biết rồi. Tiếp tục cái đồng hồ. Sao ba cho mình ba cái đồng hồ. Có cái đồ bàn chải đánh răng mà bằng máy các bạn. Rồi thêm cái đồng hồ nữa. Đồng hồ rẻ lắm hay sao mà nó xà bam mình chứ ta. Đây cái đồng hồ nó 4 cái đồng hồ rồi. Có thêm cái đồng hồ nữa hả? Không phải, không phải. Đây không phải đồng hồ. Đây là gì đây? Này không biết là cái gì luôn á. Khung tranh hả? Trời ơi cái khung đựng hình với bạn. Nhân vật gì không biết luôn. Vậy hả? Đó. Hai món cuối cùng. Thêm con heo nữa, ba con heo rồi. Có đây gì đây? Hai chú tiểu luôn các bạn. Đây hai chú tiểu. Kết quả là quyên được quyên một đống rác như vậy đó bạn, với lại một mớ đồ. Mớ đồ này mình thấy là khá là tập nham luôn. Chắc chỉ lấy được cái con tai nghe với lại con sạc dự phòng với lại hai cây gậy tự sướng là có giá trị thôi các bạn ơi. Các bạn chạy đánh răng này cũng hên xui nha. Đó được nhiêu đây đồ các bạn ơi. Mình kết thúc video đây. Nói chung là video hôm nay là mình chơi thử cái máy Lucky Pod đang rất là hot. Kết quả với bạn vừa thấy nãy giờ là hui được 1 triệu được dưới đó đồ nha. Rất là khó để túng được iPhone X Max hay là những cái điện thoại khác. Bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Mấy cái máy Lucky Pod này thì mình thấy nó ở mấy cái gặp chiếc phim Galaxy nha. Mình thấy là chỉ có quận 1, quận 7 với lại quận 6 là có thôi. Còn ở Hà Nội hay là những tỉnh khác thì mình không biết. Mình chỉ thấy là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 3 chỗ có nha các bạn. Bây giờ xin cái bịch đựng hết cái mớ này về coi. Thùng rác này mình sẽ bỏ vô thùng rác chứ sao giờ.
rồi kết quả đầy thùng rác luôn.